Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Sorento nhé. Đây là phiên bản 2.2D Signature. Và trong cái video ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Kia Sorento này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu và muốn sở hữu cái dòng xe Kia Sorento ở cái thời điểm nửa cuối của tháng 5 này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Kia Sorento được bán ra thị trường với 5 phiên bản, bao gồm có hai tùy chọn động cơ, sử dụng động cơ 2.5 máy xăng và động cơ 2.2 máy dầu anh em nhé. Với 5 phiên bản bao gồm là phiên bản 2.5 Premium này, phiên bản 2.5 Signature. Còn máy dầu thì đã bao gồm là 2.2D Signature, 2.2 Premium, phiên bản 2.2 Luxury anh em nhé. Đó. Ở trong cùng phân khúc thì Kia Sorento đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ để cho anh em có thể là tham khảo thêm. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Santa Fe, cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-8 hay là với chiếc xe Ford Everest, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết về giá bán cũng như là về khuyến mại và tính tổng lăn bánh để cho anh em có thể cân nhắc những cái dòng xe mà anh em cảm thấy phù hợp nhất anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Sorento 2.2D Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 979 triệu. Với cái chính sách giá bán của bên em ý, thì đang hỗ trợ giảm tiền mặt này, cũng như là tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.099 triệu. Trả góp thì đang là 284 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.079 triệu. Trả góp thì đang là 265 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.066 triệu. Trả góp thì đang là 246 triệu. Đó. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Còn anh em nào muốn đăng ký trọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Sorento 2.2D Premium. Bản này thì đang có mức giá là 1.149 triệu. Hiện tại chính sách giảm tiền mặt bên em đang rất là sâu. Và cái mức sâu như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em gửi cái giá giảm nhé, để tránh bị vi phạm về marketing của hãng anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.289 triệu. Trả góp thì đang là 330 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.266 triệu. Trả góp thì đang là 307 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.253 triệu. Trả góp thì đang là 289 triệu. Đó. Với cái chính sách giá bán như thế này thì bên em vẫn còn hỗ trợ thêm về cái quyền linh động giảm tiền mặt cho anh em. Nếu anh em cảm thấy phù hợp đã thì anh em gọi cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Hiện tại thì bên em đang sẵn một số xe như là xe màu trắng, xe màu xanh M4B như trên phiên bản anh em đang nhìn. Giống màu thôi nhé, vì đây là cái phiên bản 2.2 Premium. Còn cái phiên bản màu đỏ thì hiện tại là cũng có xe khoảng 2 ngày nữa sẽ về. Anh em cảm thấy phù hợp với cái tiến độ xe thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để nhận cái báo giá cũng như là cái lăn bánh chi tiết. Thì lúc đó anh em dễ quyết đoán vào cọc anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Sorento 2.2D Signature. Bản này đang có mức giá là 1.169 triệu. Với cái chính sách giá bán của bên em thì cũng đang hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt. Và cái mức sâu như thế nào thì em sẽ tính tổng lăn bánh ngay bây giờ là anh em biết ngay con số cần chuẩn bị. Để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.312 triệu. Trả góp thì đang là 336 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.288 triệu. Trả góp thì đang là 312 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.275 triệu. Trả góp thì đang là 294 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ ba cái phiên bản máy dầu,
và tiếp theo là hai cái phiên bản máy xăng. Đầu tiên là cái phiên bản 2.5 Premium. Bản này thì đang có mức giá là 1.049.000.000. Với cái chính sách của dòng xe Kia Sorento máy xăng này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm thêm nhé. Nếu mà anh em cảm thấy phù hợp với cái tổng lăn bánh ngay sau đây thì gọi điện cho em, thì cái chính sách thì em có thể nó hỗ trợ thêm một chút nữa được anh em nhé. Để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.177.000.000, trả góp thì đang là 303.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.156.000.000, trả góp thì đang là 282.000.000. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1.143.000.000, trả góp thì đang là 264.000.000. Đó, đây là cái phiên bản 2.5 xăng Premium mà anh em cảm thấy là thời điểm này mà chờ xe được thì hãy gọi nhé, vì cái dòng xe xăng này nó rất là ít về nên là anh em ký chờ thôi anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em bản thứ hai của máy xăng, đó là cái bản Sorento 2.2G Signature. Bản này đang có mức giá là 1.149.000.000. Hiện tại bên em cũng đang hỗ trợ giảm rất là sâu về tiền mặt, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dàn phim cách nhiệt, thảm sàn da, túi cứu hộ nhanh và một bộ lon cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.289.000.000, trả góp thì đang là 330.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.266.000.000, trả góp thì đang là 307.000.000. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.253.000.000, trả góp thì đang là 289.000.000. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật nhanh những cái chính sách giá bán và tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Kia Sorento ở cái thời điểm ngày 21 tháng 5 năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn và nhận cái quyền linh động và bảng tính lăn bánh cạnh tranh hơn thì anh em hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em nhé. Đó, và em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.